Xin chào các con. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho các con chữ đề toán Olympic Titan lần thứ tư năm 2015 của lớp 2. Ở trong sách toán Titan đó là trang 59. Các em hãy theo dõi vào. Nào, bài thứ nhất, ta có số nào là số liền trước của số 110? Thì ta có số liền trước của số 110, cách làm ta đếm lùi lại 1 là bằng 109, khoanh đơn là 109. Tiếp theo, bài 2, phép tính sau, 105 trừ 47 có kết quả bao nhiêu? Thì các em hãy thực hiện phép tính, 105 trừ 47 kết quả bằng B58. Tiếp theo, bài 3, hôm nay lớp An kiểm tra 15 phút môn toán, các bạn bắt đầu làm bài lúc 8 giờ 50 phút. Hỏi các bạn nộp bài lúc mấy giờ? Thì ta thấy là nộp bài lúc 9 giờ 5 phút. Bài số 4. Hình bên dưới có 43 que. Vậy thì ta có hình A, hình B, hình C hay là hình D hoặc là hình E? Thì ta thấy chỉ có hình D là có này. 1 chục, 2 chục, 3 chục, 4 chục và 3 là 43 que. Tiếp theo bài 5. Chồng thứ nhất có 5 đồng tiền, chồng thứ hai có 8 đồng tiền, chồng thứ ba có 11 đồng tiền, chồng thứ tư có 16 đồng tiền. Hỏi có tất cả bao nhiêu đồng tiền? Thì rất đơn giản là ta tính tổng cộng tất cả các đồng tiền này lại. 5 cộng 8 cộng 11 cộng 16 và kết quả bằng 40. Tiếp theo, bài 6, ta có điền số thích hợp và chỗ chấm. 47 cộng 28 trừ 57, con viết này. 47 cộng 28 trừ 5 trừ một cái số nào đó thì bằng 57. Ta tính ở đây 47 cộng 28 bằng 75, trừ đi một cái số nào đó thì bằng 57. Thì đây các con đã được học về tìm số trừ rồi. Để muốn tìm số trừ này, ta chỉ việc lấy 75 trừ 57, kết quả là bằng 18. Vậy ta khoanh vào phương án B là 18. Tiếp theo, bài số 7, một chai rỗng nặng 25g, khi đổ đầy nước vào chai thì nặng 48g. Hỏi chai chứa được bao nhiêu gam nước? Thì cách làm bài này chúng ta chỉ đơn giản lấy 48 trừ 25 bằng 23g. Phương D. Tiếp theo, bài 8, An có 83 viên bi, Bình có ít hơn An 15 viên bi. Hỏi cả hai bạn có tất cả bao nhiêu viên bi? Thì trước tiên ta phải đi tìm số bi của Bình bằng cách là lấy 83 trừ 15 thì được kết quả là bằng 68. Sau đó hỏi là tìm hai bạn có tất cả bao nhiêu viên bi, ta lấy 83 cộng 68 bằng 151. Phương án D. Tiếp tục, bài số 9, điền số thích hợp vào chỗ chấm. Ở đây có 3, 11, 19, 27, 35, 51 và 59. Đây là dãy số cách đều có khoảng cách là bằng 8, tức là số liền trước, số ở trước ấy, nó cộng thêm 8 thì bằng số ở sau. Tao 3 cộng 8 bằng 11, 11 cộng 8 bằng 19, 19 cộng 8 bằng 27. 27 cộng 8 bằng 35. 35 cộng 8 bằng 43. Ta điền 43 và khoanh vào phương án B. Tiếp tục, chúng ta sẽ chưa đến câu số 10. Năm nay bố 43 tuổi và mẹ 38 tuổi. Hỏi năm sau tổng số tuổi của bố và mẹ là bao nhiêu? Thì cách làm rất là đơn giản, ta tính luôn là sang năm là bố bao nhiêu tuổi. Sang năm bố 44 tuổi và mẹ là bao nhiêu tuổi? Mẹ bằng 39 tuổi. Ta lấy 44 cộng 39 thì được kết quả bằng 83. Tổng số tuổi của hai bố và mẹ sẽ là 83 tuổi. Tiếp theo, chúng ta sẽ chữa đến bài số 11. Ta có này, mặt cười thì bằng 2 trái tim. Một trái tim thì bằng
ba cái hình này thành màu đen này. Đó. Cho nên là hỏi cái hình mặt cười bằng bao nhiêu cái hình màu đen này. Thì ta thấy là ta thay ở đây ta có mặt cười bằng 2 trái tim và một trái tim lại bằng 3 cái màu đen này, cho nên mặt cười sẽ bằng 6, 3 cộng 3 bằng 6, chọn phương án D. Tiếp tục điền số thích hợp vào chỗ chấm hỏi. Ở đây các con nhìn thấy nè, 15, 35, 10, 40, 19, 31, 14, 36, 27, 23. Thì quy luật là tổng các số ở bên trái sẽ bằng các số bên phải, bằng tổng các số bên phải. 35 cộng 5 bằng 50. 10 cộng 40 bằng 50, 19 cộng 31 bằng 50, 14 cộng 36 bằng 50, vân vân. Như là ta có là 22 cộng với số nào thì bằng 50. Phương án D là 28. Bài 3, 13. Bác Tư cưa một khúc gỗ dài thành các khúc gỗ ngắn hơn. Bác Tư cưa tất cả 4 lần, hỏi được bao nhiêu khúc gỗ. Thì ta thấy là lần cưa đầu tiên sẽ được 2 khúc, lần cưa thứ 2 thì sẽ được thêm một khúc nữa là 3. 4 lần cưa thì ta sẽ có là 5 khúc. Bài 14. Năm nay tổng số tuổi của hai anh em là 21, hỏi bao nhiêu năm nữa thì tổng số tuổi của hai anh em là 31. Thì ta thấy là mỗi 1 năm thì một người tăng 1 tuổi, nên là hai anh em thì sẽ tăng 2 tuổi sau 1 năm. Như vậy ta có 31 mà trừ 21 thì bằng 10. 10 mỗi anh em tăng 5 tuổi, phương án A. Tiếp tục bài 15, ta có nè, 8 trái tim 5 thì bằng 8 x 5 cộng 8 cộng 5 và kết quả là bằng 53. Vậy thì ta có 9 trái tim 3 sẽ bằng bao nhiêu? Ta có 9 x 3 cộng 9 cộng 3 sẽ bằng 27, cộng 9 cộng 3 và kết quả bằng 39. Ở lớp 2 thì các em chưa được học cái phép tính nhân, tuy nhiên thì chúng ta cũng hiểu như thế này. Tiếp theo bài 16. Bài 16 trang 62 ở sách toán Titan. Việc ta có là có bao nhiêu hình lập phương trong hình dưới đây, tính cả các hình bị che khuất. Thì cách làm chúng ta sẽ cắt ra thành các lớp. Ở đây lớp trên cùng có một hình, lớp ở dưới thì ta đếm được thêm 1, 2 và một hình che khuất là 3. Hình ở dưới cùng ta có 1, 2, 3, 4, 5 và hình che khuất là 6. Thì ta có là 6, vậy tổng là 1 cộng 3 cộng 6 bằng 10. Quay về phương án D, 10 hình. Tiếp tục bài 17, có tất cả bao nhiêu số có hai chữ số mà tổng các chữ số của nó bằng 12. Thì cách làm bài này ta sẽ làm như sau. Ta thấy 12 sẽ bằng 9 cộng 3 bằng 8 cộng 4 bằng 7 cộng 5 bằng 6 cộng 6 bằng 5 cộng 7 bằng 4 cộng 8 và bằng 3 cộng 9. Như vậy ta có này, có tất cả bao nhiêu số có hai chữ số mà tổng các chữ số của nó bằng 7 bằng 12. Thì ta có là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ta có 7 số, quanh phương án D, 7. Bài 18, viết tiếp lên bảng liên tiếp các số tự nhiên từ 1 đến 20. Hỏi tí đã viết được tất cả bao nhiêu chữ số. Thì cách làm dạng này, các em có thể viết 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tương tự thế 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 và 20. Bây giờ đơn giản là ta đếm các số, các cái chữ số này thì thấy có 29 chữ số là phần C. Tiếp tục
Vì ta có bài 19, biết rằng 2 quả xoài và 4 quả cam nặng bằng 5 quả cam. Hỏi nếu có 4 quả xoài và 4 quả cam thì nặng bằng bao nhiêu quả cam? Thì ta thấy 2 quả xoài và 4 quả cam thì nặng bằng 5 quả cam. Do đó ta có là 1 quả cam thì bằng 2 quả xoài. Cho nên là ta có 4 quả xoài thì sẽ bằng là 2 quả cam cộng với 4 quả cam bằng 6 quả cam. Ta khoanh vào phương án D. Tiếp tục, hình bên dưới có tất cả bao nhiêu mặt? Thì ở đây chính là cái khối lập phương. À, một khối lập phương thì có 3 mặt. À xin lỗi, một khối lập phương có 6 mặt. Và nó quét cái này, thì ta quét nhìn thấy 3 mặt nữa. 6 cộng 3 bằng 9, ta chọn phương án C. Như vậy là thầy đã hướng dẫn cho kem làm toán titan lớp 2 trang 59 60 61 và 62. Kem về ôn tập để cho các kỹ năng ngày càng thành thạo hơn nhá. Chúc các em học tập tốt. Chúc các em sẽ có kết quả cao trong đợt thi toán titan sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại các em. Bye bye.